Chào mừng quý khán giả đến với chương trình đối thoại phát sóng hàng tuần trên kênh Thị trường Kinh tế Tài chính VTV. Thưa quý vị, chương trình đối thoại của kênh truyền hình VTV đã thực hiện số đầu tiên về điểm nhấn tái cơ cấu hệ thống ngân hàng trong 6 tháng đầu năm 2015, đặc biệt là khi chúng ta chuẩn bị kết thúc giai đoạn 1 của đề án tái cơ cấu các tổ chức tín dụng 2011-2015. Trong số đối thoại trước thì các khách mời là đại diện của ngân hàng tham gia vào quá trình tái cơ cấu, là đại diện của luật sư và đại diện của chuyên gia tài chính ngân hàng đã có ý kiến nhận định xoay quanh về kết quả của việc tái cơ cấu giai đoạn vừa qua. Và sau đó chúng tôi đã nhận được rất nhiều ý kiến phản hồi của quý vị khán giả và muốn lắng nghe thêm những nhận định của các chuyên gia kinh tế và chuyên gia vĩ mô về doanh nghiệp đánh giá về kết quả của quá trình tái cơ cấu giai đoạn vừa qua. Và sau đó chúng tôi đã mời tới trường quay của chương trình đối thoại kênh truyền hình VTV các khách mời là đại diện của chuyên gia kinh tế, đại diện của chuyên gia kinh tế vĩ mô và doanh nghiệp để cùng nhận định về kết quả đã làm được trong giai đoạn vừa qua. Và tham gia chương trình đối thoại ngày hôm nay, tôi xin được giới thiệu sự có mặt của các khách mời: Tiến sĩ Võ Trí Thành, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương; Tiến sĩ Vũ Đình Ánh, chuyên gia kinh tế; Tiến sĩ Hà Quang Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hà Nội Mill. Vâng, trước là cảm ơn ba khách mời là đại diện của các chuyên gia kinh tế và doanh nghiệp đã đến với trường quay của đối thoại ngày hôm nay. Và như tôi vừa giới thiệu thì số trước chúng tôi đã thực hiện một chương trình đối thoại với sự tham gia của các khách mời là đại diện của những người liên quan tới ngân hàng và thậm chí là ngân hàng tham gia quá trình tái cơ cấu. Và trong số này thì chúng tôi rất mong sẽ nhận được thêm ý kiến khách quan và rất là nhiều chiều của các khách mời đại diện cho các chuyên gia về kinh tế vĩ mô về cái câu chuyện của ngành ngân hàng. Tuy nhiên trước khi mà chúng ta cùng bàn luận về đề tài đó thì xin mời các vị khách mời cùng quý vị khán giả xem lại một số những ý kiến đáng chú ý của các khách mời trong số đối thoại trước. Xin mời khán giả cùng theo dõi. Tôi cho rằng là cái giai đoạn 1 này có một ý nghĩa hết sức quan trọng để bảo đảm một cái nền tảng phát triển, đầu tư chiều sâu cho phát triển trong giai đoạn tiếp theo. Và nếu chúng ta thực hiện tốt được cái mục tiêu của giai đoạn 1 này thì cũng đã giải quyết được một cái phần lớn các công việc, tỷ trọng lớn các cái công việc cần thiết để giải quyết trong quá trình nâng cao năng lực tài chính và năng lực cạnh tranh của các tổ chức tín dụng. Nhưng hết 6 tháng là kết quả của cái giai đoạn 1 này thì ông Thọ đánh giá là cái kết quả của giai đoạn 1 tính đến thời điểm hết 6 tháng này thì như thế nào rồi ạ? Tôi cho rằng hoàn thành ạ? Theo đánh giá của tôi thì tôi cho rằng là cái khối lượng công việc đã giải quyết được rất lớn và nó cũng đã giải quyết được phần lớn các cái công việc. Và những cái công việc cần giải quyết thì hiện nay cũng đã có những kế hoạch và có lộ trình cụ thể. Đấy. Vấn đề bây giờ là cái sự triển khai và những cái sự quyết liệt trong quá trình triển khai để đạt bằng được những cái mục tiêu và những cái lộ trình đó. Tôi nghĩ là có ba cái khu vực mà chúng ta nhấn mạnh về cái chuyện tái cơ cấu là đầu tư công, là doanh nghiệp nhà nước và ngân hàng. Thì tôi thấy rằng là cái lĩnh vực ngân hàng ấy là làm mạnh mẽ, quyết liệt và thấy nó chuyển biến mạnh nhất so với những cái còn lại. Nếu mà đặt ra cái câu hỏi là chúng ta đã đi một nửa chặng đường rồi thì chúng ta đã đạt được bao nhiêu phần trăm kết quả, thì tôi nghĩ rằng là cái đường thì nó là một nửa, cái kết quả thì có thể là nó chưa được nhiều vì cái thời gian chúng ta phải gây dựng, phải chăm sóc cho đến lúc nó thu hoạch thì nó sẽ tập trung ở một cái thời điểm nhất định. Nhưng nếu mà nói về cái công việc, cái tính chất, cái mức độ mà đã giải quyết được thì tôi nghĩ rằng nó ít nhất là được 60% của vấn đề rồi. Thứ nhất đi thì chúng ta nó hơi khác so với các nước, cho nên là quá trình của chúng ta vừa qua nó đặc biệt là không để xảy ra đổ vỡ hệ thống. Tôi nghiên cứu và tôi để ý Indonesia khi mà họ tái cơ cấu hệ thống ngân hàng năm 97-98 đến 2004 thì họ phải xóa sổ và để cho khoảng 18 ngân hàng đổ vỡ. Và cũng đã xảy ra một số cái vụ bạo loạn vào cái thời điểm đó. Và thậm chí là thống đốc ngân hàng trung ương của Indo là phải ra đi về những cái chuyện như vậy. Thế thì chúng ta cái được đó tôi nghĩ là được rất là cơ bản và lớn. Cái thứ hai là cái hệ thống gọi là thanh toán và giao dịch nó gần như không bị tắc nghẽn. Cái đấy cũng là một điểm quan trọng. Bởi vì nếu như bây giờ người dân người ta đến người ta rút tiền, không rút được tiền, lập tức là nó sẽ tạo ra cái sự bạo loạn rất là khó lường. Cái được lớn thứ ba của chúng ta là trong bối cảnh các nước ấy, khi mà tái cơ cấu thông thường là tín dụng không tăng trưởng được, thậm chí là âm. Châu Âu vừa qua là tín dụng tăng trưởng là âm. Thế nhưng mà của chúng ta thì đâu đó trong 4 năm vừa qua tín dụng mà tăng trưởng nó khoảng độ trên 10%.
tính bình quân các năm. Thế thì cái đó thì rõ ràng là cũng thể hiện cái sự nỗ lực rất lớn của cả phía ngân hàng, cả cái phía doanh nghiệp cũng cùng đến với nhau. Và cái cuối cùng ấy, trong bối cảnh như vậy thì chúng ta vẫn kiểm soát được cái lạm phát và chúng ta cũng tạo cái đà để giảm lãi suất cũng như là ổn định tỷ giá. Thì tôi nghĩ rằng đấy là những cái được rất là lớn mà chúng ta cũng cần phải nhìn nhận đánh giá một cách công bằng. Vâng, thưa các khách mời, vừa rồi là chúng tôi trích lại ý kiến của ba khách mời số trước là ông Thọ của Vietinbank, luật sư Trương Thanh Đức và tiến sĩ Cấn Văn Lực là chuyên gia tài chính ngân hàng. Và các khách mời thì có một số những nhận định tương đối là trùng khớp, tuy nhiên cũng có một số những ý kiến khác nhau một chút về cái kết quả mà đã làm được quá trình tái cơ cấu các tổ chức tín dụng giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2015, và đến giờ chúng ta chỉ còn 6 tháng nữa là kết thúc, đúng không ạ? Kết thúc cái giai đoạn 1 này. Vậy thì các khách mời đánh giá về cái kết quả đã làm được của thời gian qua như thế nào ạ? Thì trước là tôi xin mời ý kiến của ông Thành, bởi vì vừa rồi tôi biết là ông Thành cũng có một số những cái nhận định trên báo chí ạ. Tôi có thể nói này, cái quá trình tái cấu trúc hệ thống tài chính ngân hàng thì bắt đầu từ năm 2012 với cái quyết định 254. Tôi nói như vậy là để phải nhìn cái quá trình tái cấu trúc này trong tổng thể cái tái cấu trúc nền kinh tế Việt Nam, đặc biệt là gắn với cải cách cái các doanh nghiệp nhà nước rồi thì đầu tư công. Thế thì cho đến nay mà nói, nếu mà theo cái đề án ấy thì tạm chia cái quá trình cải tổ hệ thống tài chính ngân hàng Việt Nam làm hai bước. Cái bước đầu tiên ấy là ổn định lại hệ thống và gắn cái ổn định này với ổn định kinh tế vĩ mô, và song song với nó, và đặc biệt là sang cái bước thứ hai là phải lành mạnh hóa cái hệ thống này để cái hệ thống này đáp ứng được những cái chuẩn mực, những cái thông lệ tốt của thế giới, của khu vực. Thế thì cái ý tưởng chung là như vậy. Nếu mà nhìn lại thì có thể nói rằng là đã có những cái thành tựu nhất định trong cái quá trình ổn định lại hệ thống và gắn cái ổn định ấy với ổn định kinh tế vĩ mô. Riêng đối với ổn định kinh tế vĩ mô thì nó rất dùng rất nhiều biện pháp khác, nhưng mà cho đến nay chúng ta thấy là kinh tế Việt Nam là đã khác hẳn kinh tế Việt Nam cách đây 4-5 năm. Lạm phát thấp, các cái áp lực đối với tài chính, đối với ngân hàng nó cũng giảm bớt. Mặc dù tôi cũng phải mở ngoặc nói luôn là các cái vấn đề nó vẫn còn đó, chứ nó không phải là đã được tạo dựng một cái kết quả hoàn hảo hoặc là kết quả như ta mong đợi. Tuy nhiên là nếu mà nhìn vào cái khía cạnh lành mạnh hóa cái hệ thống này thì rõ ràng là còn cả một cái chặng đường dài trước mắt. Nếu mà nhìn cụ thể hơn thì đối với hệ thống tài chính ngân hàng ta làm được bước gì? Cái đầu tiên có thể nói là cuối năm 2011, đầu năm 2012 thì hệ thống tài chính ngân hàng tưởng như trong cái giai đoạn rất là suy sụp. Thanh khoản coi như là trở thành đại vấn đề. Thế thì cái việc mà dồn sức cho xử lý thanh khoản và xử lý các ngân hàng yếu kém, gắn với đó là xử lý cái nợ xấu, thì có thể coi đấy là cái bước đầu quan trọng nhất. Và đến nay thì chúng ta thấy là cái thanh khoản nói chung là không phải còn là vấn đề của hệ thống ngân hàng. Một số ngân hàng yếu kém thì đã được xử lý và đang trong quá trình xử lý. Nhưng mà cái bước đầu làm đối với các ngân hàng yếu kém này thì không gây ra cái những cái xáo trộn lớn trên cái thị trường tài chính và cái thị trường ngân hàng. Cái thứ ba là gắn với xử lý nợ xấu. Thế thì cái này nó lại gắn với cả cái bước lành mạnh hóa về đáp ứng những thông lệ chuẩn mực tốt, về gắn với tái cấu trúc ngân hàng, gắn với việc xử lý cái những cái yếu kém mà có thể phát sinh do cái sở hữu chéo chẳng hạn. Thế thì có thể nói là mới đi được nửa quãng đường. Về cơ bản là nợ xấu mới được gạt từ lòng đường sang hè đường, tức là chuyển từ cái hệ thống ngân hàng thương mại sang cái VAMC. Tất nhiên là còn một số biện pháp khác, nhưng về cơ bản là như vậy. Làm cho cái hệ thống ngân hàng trong cái dòng tín dụng, rồi trong cái xử lý những vấn đề nội bộ nó thanh thoát hơn một chút. Thế nhưng về cơ bản là mới đi được nửa đường. Thế thì đấy, nếu mà nhìn lại cái giai đoạn 1 thì chúng ta có thể thấy như vậy. Thế còn giai đoạn 2 nó gắn với một giám sát, gắn với một cái sự minh bạch, gắn với đáp ứng những cái chuẩn mực thông lệ từ về thống kê cho đến quản trị rủi ro, cho đến là những cái vấn đề liên quan đến sở hữu chéo, xây dựng
một cái hệ thống ngân hàng mà đủ sức cạnh tranh đối với khu vực, đối với thế giới. Thì như tôi nói ban đầu thì có lẽ nó còn cả một cái chặng đường dài trước mặt. Vâng ạ. Như vậy là cái điểm mà ông Thành đánh giá cao nhất đấy là tính ổn định đúng không ạ? Ổn định gắn với ổn định kinh tế vĩ mô. Vâng ạ. Ông Anh nghĩ thế nào? Tôi cho rằng trước hết thì tôi cũng tán thành với ông Thành là chúng ta không thể tách rời cái việc cơ cấu lại cái hệ thống tài chính với cái trọng tâm là hệ thống các ngân hàng thương mại của Việt Nam với hai cái chương trình tái cơ cấu hay là cơ cấu lại còn lại là đầu tư công. Và cái thứ hai nữa là liên quan đến khu vực doanh nghiệp nhà nước mà là trong đó tập trung vào các cái tập đoàn và tổng công ty. Bởi vì rõ ràng trong cái bối cảnh của Việt Nam thì cái hệ thống tài chính tín dụng nói chung và cái hệ thống ngân hàng thương mại nói riêng thì nó là cái nguồn cung cấp tài trợ vốn cho tất cả các cái bên liên quan, kể cả trong các hoạt động về đầu tư, kể cả đầu tư nhà nước, đầu tư doanh nghiệp và trong đó có cả các cái đầu tư của các doanh nghiệp nhà nước. Do đó thì chúng ta cần xem xét nó trong cái bối cảnh gắn với cả cái chương trình cơ cấu vốn lại này. Đó là thứ nhất. Cái thứ hai nữa thì tôi cho rằng ngay cả trước khi chúng ta có quyết định 254 năm 2012 thì thực hiện cái nghị quyết Trung ương 3 về ba cái chương trình cơ cấu lại. Thì ngay từ cuối năm 2011 thì hệ thống ngân hàng thương mại đã có thể nói là khởi động cái việc cơ cấu lại rất là sớm từ cuối năm 2011. Và cho đến nay có thể nói là các cái kết quả đạt được từ cái chương trình cơ cấu lại các cái hệ thống tài chính các cái ngân hàng thương mại, tôi cho rằng nó là khá là rõ rệt. Và chúng ta có thể nhìn thấy là cái hệ thống ngân hàng thương mại sau hơn 4 năm được sắp xếp thì gần như đã cơ bản là thay đổi được cái bộ mặt của nó, ít nhất là cái bộ mặt. Và tôi cũng tán thành ông Thành nói là nhìn vào phía sau về cái chất của nó thì còn rất nhiều việc phải làm, tuy nhiên về bộ mặt thì chúng ta cũng nhìn thấy là hệ thống đã được sắp xếp lại. Cái mục tiêu thì tôi cho rằng đơn giản nhất đó là chúng ta phải loại bỏ những cái ngân hàng mà chúng ta hay gọi là yếu kém. Thoạt đầu thì chúng ta đồng nghĩa cái yếu kém với cái nhỏ, nhưng mà tuy nhiên thì trong cái quá trình chúng ta cơ cấu lại thì không hẳn những ngân hàng nhỏ hay là tất cả các ngân hàng nhỏ đều yếu kém, và ngược lại không phải những ngân hàng trung bình hay thậm chí có quy mô lớn hơn thì không yếu kém, mà rõ ràng nó nằm ở cái trạng thái là cái sự yếu kém này, một là tự bản thân của các cái ngân hàng thương mại trong các hoạt động quản trị điều hành, và đặc biệt là trong cái bối cảnh chúng ta cũng biết là trước năm 2009 thì Việt Nam có cái bùng nổ, có thể nói là thậm chí gần như là rơi vào trạng thái bong bóng, kể cả trên thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản cũng như là rất nhiều các hoạt động sản xuất kinh doanh khác. Và do đó thì cái gánh nặng về tài trợ vốn, cái gánh nặng về tín dụng của hệ thống ngân hàng rất là lớn. Và từ đó thì gây ra cái nợ xấu hay là cái căng thẳng về cái thanh khoản như ông Thành nói, đặc biệt là trong bối cảnh chúng ta cũng biết là 2008 rồi đến 2010-2011 chúng ta có cái lạm phát tới hai con số. Và do đó thì nó sẽ tác động khá là xấu tới cái hoạt động của hệ thống ngân hàng. Và tôi cho rằng chính cái việc mà chúng ta đã đẩy mạnh cái cơ cấu lại như vậy thì suốt từ năm 2011 đến năm 2013 thì chúng ta đã thực hiện là loại bỏ bớt được các cái một số các cái ngân hàng thương mại yếu kém dựa trên cái nguyên tắc là nguyên tắc tự nguyện, các ngân hàng tự tìm sắp xếp lại với nhau. Và về cơ bản thì đó là các cái ngân hàng thương mại mà có vấn đề thì họ sát nhập lại với nhau, và trong đó có một phần để xử lý cái vấn đề mà chúng ta quan tâm, đó là cái vấn đề về sở hữu chéo. Đến cái giai đoạn năm 2014 thì tôi cho rằng dường như đó là một năm chúng ta chững lại về cái vấn đề là cơ cấu lại cái hệ thống ngân hàng, mà chúng ta lại chuyển sang chủ yếu tập trung vào làm lành mạnh hóa và xử lý cái vấn đề về nợ xấu. Trong đó thì trước đó là chúng ta năm 2013 thì có thành lập cái VMC mà như ý ông Thành nói, tức là chúng ta gạt cái nợ xấu giống như là chúng ta quét rác từ lòng đường vào lề đường ấy, thì ít nhất thì chúng ta cũng xử lý được một phần từ cái hàng khoảng hơn 100.000 tỷ. Hiện nay VMC cũng đã mua được cái nợ xấu của các cái hệ thống ngân hàng thương mại để giúp lành mạnh hóa cái hệ thống. Đó là cái vấn đề mà tôi cho rằng cũng rất là đáng quan tâm, và nó cũng nằm trong cái cải tổ cái hệ thống tài chính của chúng ta. Cái vấn đề thứ hai nữa là buộc các cái ngân hàng thương mại phải trích lập và sử dụng các cái dự phòng rủi ro, mà theo như con số tôi được biết thì cũng khoảng tầm 60-70 ngàn tỷ là các ngân hàng thương mại đã sử dụng cái dự phòng rủi ro của mình để xử lý, và cũng khoảng vài chục ngàn tỷ là họ cũng đã sử dụng các cái tài sản đảm bảo, tài sản thế chấp để mà giải chấp những cái tài sản đó để làm sao xử lý được cái phần nợ xấu. Và cái kết quả thì tôi cho rằng rõ ràng đến năm 2015 này thì theo công bố là chúng ta quay ngược lại cái thời đỉnh điểm của nợ xấu, đó là năm 2013 là cái tỷ lệ nợ xấu đâu đó cỡ vào khoảng tầm 13% trên tổng tín dụng. Thì theo cái con số gần đây nhất chúng ta cũng được biết là công bố công khai thì nó dao động khoảng từ trên hoặc là dưới 4% trên cái tổng tín dụng. Và cái mục tiêu từ giờ đến ngày 30 tháng 9 năm 2015 này thì chúng ta sẽ kéo giảm cái tỷ lệ nợ xấu đó xuống còn khoảng 3%, tức là phù hợp với cái chuẩn mực quốc tế. Thì tôi cho rằng đây là một cái lộ trình cũng tương đối là rõ ràng liên quan đến vấn đề về cái xử lý nợ xấu.
Và sang đến năm 2015 này thì chúng ta nhìn thấy một cái rất là rõ, đó là sau một cái giai đoạn khoảng hơn 3 năm chúng ta thực hiện cái nguyên tắc rất rõ ràng, đó là nguyên tắc tự nguyện, thì sang đến năm 2015 cái nguyên tắc tự nguyện đó trở gần như là chấm dứt và buộc phải bước sang một cái giai đoạn mới. Giai đoạn gồm cái thứ nhất đó là một số các ngân hàng thương mại nhà nước lớn, có thể nói là trụ cột của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam, thì sẽ phải tham gia tích cực hơn vào cái vấn đề là cơ cấu lại. Trong đó có cái việc là có thể xem xét những cái phương án sáp nhập hợp nhất, và cũng có thể đó là việc là phải họ sẽ phải gánh bỏ ra một phần tài lực cũng như là cái phần nhân lực để làm sao hỗ trợ cho các ngân hàng yếu kém. Đó là cái biện pháp mà tôi cho rằng là cũng rất khá là đặc thù ở Việt Nam, mà các nước khác có lẽ là rất khó để làm chuyện này. Cái vấn đề thứ hai nữa là cũng trong năm 2015 này thì chúng ta cũng biết là có một số trường hợp các ngân hàng thương mại đã bị mua lại với giá không đồng, và trong thực tế thì chúng ta cũng biết là các cái khoản nợ của họ, hay nói cách khác là cái nghĩa vụ nợ của họ còn lớn hơn cả cái phần vốn của tại các ngân hàng này. Do đó thì cái việc mà các ngân hàng này bị buộc phải mua lại không đồng cũng là một cái biện pháp mà tôi cho rằng là nó phù hợp với cái tình hiện nay. Thì rõ ràng có thể nói là cái tiến trình mà chúng ta cơ cấu lại từ năm 2011 đến năm 2015 thì cái thời gian thì nó không còn nhiều. Do đó thì tôi cho rằng các cái mục tiêu cơ bản mà chúng ta đặt ra cho cái việc là cơ cấu lại, kể cả theo cái nghị quyết Trung ương 3 của Đại hội khóa 11 cũng như là liên quan tới cả cái quyết định 254 của Thủ tướng Chính phủ năm 2012 thì cơ bản chúng ta đã đạt được những cái mục tiêu mà chúng ta đặt ra. Đó nó sẽ tạo ra một cái nền tảng rất tốt để chúng ta tiếp tục bước vào giai đoạn 2 của cái cơ cấu lại hệ thống này. Những nội dung ông Ánh vừa nói thì đã lý giải tại sao chúng tôi chọn đề tài của đối thoại, đó là điểm nhấn tái cơ cấu của 6 tháng đầu năm 2015. Bởi vì rõ ràng chúng ta biết là tái cơ cấu là một quá trình ạ. Thế nhưng 6 tháng vừa rồi chúng ta đã nhìn thấy một số những cái điểm rất khác biệt đúng không ạ? Và thấy được sự cái nỗ lực quyết liệt vào cuộc của cơ quan quản lý. Dưới góc độ doanh nghiệp nghĩ thế nào ạ? Bởi vì rất nhiều người cũng mong muốn được lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp, là một người đứng quan sát ạ. Dưới góc độ doanh nghiệp thì chúng tôi, thứ nhất là tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của ông Thành với ông Ánh. Tuy nhiên là dưới góc độ doanh nghiệp thì chúng tôi cũng nhìn nhận một cái hệ thống như thế này. Thứ nhất là cái việc chúng tôi cho rằng cái việc tái cơ cấu ngân hàng và các tài khoản tín dụng là việc cần phải làm. Bởi vì hiện nay các ngân hàng Việt Nam đang sở hữu khoảng 1,5 tức là 150% GDP và đang cung cấp tín dụng cho khoảng 100% GDP. Cho nên cái đóng góp của ngân hàng là rất là lớn cho ngành kinh tế đất nước. Dưới giác độ của doanh nghiệp cũng như dưới độ ủng nhận của ADB, của các cái tổ chức tín dụng quốc tế ấy, thì người ta nhìn nhận những vấn đề mà ngân hàng nhà nước làm được dưới ba vấn đề thứ nhất ấy, là vấn đề là tổ chức, bao gồm tái cơ cấu sát nhập rồi mua ngân hàng bằng không vân vân, thì đấy là vấn đề thứ nhất, nó thuộc vấn đề tổ chức. Thì người ta cách làm của chúng ta là từ năm 2011 đến 2012 đã nhòm ngó thấy chúng ta có 37 cái ngân hàng thương mại và đã đạt ra mục tiêu phấn đấu giảm xuống dưới 20. Và như vậy là cái quá trình người ta xem xét các cái ngân hàng yếu kém như những cái cống nước đục. Và cách làm của người ta là đầu tiên cho các anh tự thanh lọc, tự lọc, tự lắng. Sau đó thì không được, các anh phải kêu gọi vốn, như là pha thêm nước vào cho nó loãng, làm cho nó trong sạch thêm. Rồi dùng những bình nước lớn hơn, dùng những ngân hàng nhà nước để mua bán sát nhập, để đổ vào, để cho nó loãng bước ra, cho sát nhập. Và cùng không được nữa thì nhà nước mua lại không đồng để đưa nuốt cái cục nước đục vào bụng mình, giải quyết cái vấn đề xấu. Thì đấy, các vấn đề đó nó chỉ giải quyết được một vấn đề thứ nhất thuộc vấn đề tổ chức mua bán sát nhập. Vấn đề thứ hai mà ngân hàng nhà nước đã giải quyết được đó là vấn đề xử lý nợ xấu. Trong vấn đề nợ xấu thì các chuyên gia vừa nói đến cái việc vai trò của VIMC, mà VIMC hiện nay chính thức đã mua nợ được 120.000 tỷ. Và như vậy, nhưng cũng đúng là cái cục nợ này, như anh Thành vừa nói, là dọn cái rác từ trong giữa lòng đường sang bên lề đường, nó chưa được giải quyết. Và cái việc giải quyết vấn đề này ấy, nó không phải là chỉ mình VIMC giải quyết, mà nó là cả hành lang pháp lý cho VIMC giải quyết vấn đề mua bán nợ rồi mà thanh lý các tổ chức phá sản rồi vân 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 vân, rất nhiều hành lang pháp lý để cho VIMC hoạt động. Cộng với cái việc mua bán giải quyết các cục nợ của ngân hàng, nó cũng không phải một mình ngành ngân hàng có thể làm được. Nào, nó liên quan ngoài cái việc như ông Ánh với ông Thành vừa nói, liên quan đến đầu nợ công, liên quan đến tái cấu trúc nhà doanh nghiệp. Theo tôi nó còn liên quan đến cả vấn đề các thị trường bất động sản đóng băng, nó cũng liên quan đến nhiều các ngành kinh tế khác. Bởi vì nợ xấu của ngân hàng phần lớn là lên lớn từ bất động sản. Cho nên rằng nó có rất nhiều các ngành kinh tế khác cùng với giải quyết thì cái cục nợ xấu nó mới được giải quyết, chứ không phải một mình ngành ngân hàng có thể giải quyết được. Trong về vấn đề này thì chúng ta phải có cách nhìn nhận, chia sẻ cùng bớt với ngành ngân hàng rằng một mình ngành ngân hàng không giải quyết được tất cả các nợ xấu,
và các ngành kinh tế khác, đặc biệt là trong đó có thị trường bất động sản, có phải tham gia giải quyết vấn đề này đối với ngành ngân hàng. Thì đây là một vấn đề thứ hai, mà vấn đề này tôi cho rằng nếu giải quyết được vấn đề về nợ xấu thì mới giải quyết được trọn vẹn cái vấn đề tái cơ cấu ngân hàng. Một trong mục tiêu cơ bản nữa của tái cơ cấu ngân hàng đó là đưa hệ thống ngân hàng trở thành lành mạnh, và vì vậy ngân hàng cũng gần đây cũng ban hành rất nhiều các chính sách về trích lập dự phòng bắt buộc, rồi các cái biện pháp an toàn và vân vân quản lý chặt chẽ hơn. Và thì đây, và các ngân hàng, bản thân các ngân hàng được tái cơ cấu, bản thân các ngân hàng đang hoạt động cũng đã để ý đến việc là các hệ thống bảo rủi ro là tốt hơn rất nhiều. Và vì vậy xét trên góc độ làm được thì nó có 3 vấn đề. Thứ nhất là vấn đề tổ chức, bao gồm mua bán sát nhập, kể cả mua bán ngân hàng bằng không. Cái thứ hai là xử lý nợ xấu. Cái thứ ba là hệ thống quản trị ngân hàng và quản lý ngân hàng cấp vĩ mô về nhà nước, chính sách của nhà nước ngày càng được là làm tốt hơn. Và cái đây là những cái em nhìn được. Và tôi cho rằng ngay cả có làm tốt ngay trong 6 tháng hay trong 5 năm thì những cái việc mà chúng ta đang làm vừa nói vừa xong ấy, 3 cái việc đó luôn luôn phải làm hết năm này năm khác, và nó luôn lại trong tình thế năm năm sau nó lại có việc phải làm. Vâng. Lúc nào nó có việc phải làm rồi. Vâng. Chúng tôi hỏi thêm ngoài lề một chút là khi mà tôi dự định là mời một doanh nghiệp tham gia vào chương trình đối thoại ấy, để nói về đánh giá và nhìn nhận về cái kết quả của quá trình tái cơ cấu, thì rất nhiều ý kiến cho rằng là doanh nghiệp thì họ chỉ, đặc biệt là doanh nghiệp sản xuất ấy, họ chỉ quan tâm những cái sát sườn thôi, như kiểu lãi suất, như kiểu tín dụng, có biết thông tin gì nhiều lắm về ngành ngân hàng đâu để mà nói về cái kết quả của cả một quá trình tái cơ cấu ấy, không biết có đúng không ạ? Thực ra thì là nói như thế thì nếu nhìn vẹn vẹn trong cái bản vân của doanh nghiệp mình, vâng, thì đôi khi nó không phải nhiều, nhưng mà nói chung là thế này, tức là ngân hàng là tham gia ảnh hưởng đến nền kinh tế. Như tôi vừa nói, ngân hàng là sở hữu 150% tài sản GDP của đất nước. Ngân hàng cung cấp tín dụng cho 100% GDP, tương đương 100% GDP cho cái nền, nó là cái nắm cái huyết mạch về nền kinh tế. Nếu hệ thống ngân hàng tốt, nền kinh tế tốt thì các doanh nghiệp hoạt động như chúng tôi nó sẽ tốt hơn rất nhiều, là nền kinh tế tăng trưởng, nền kinh tế phát triển, và là chắc chắn là nó sẽ có cái ảnh hưởng tích cực ngược lại đối với các doanh nghiệp, không chỉ có doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hàng tiêu dùng nhanh như chúng tôi, mà bất kỳ ngành nghề khác. Và đặc biệt ấy, các ngân hàng thuộc cái nhóm kinh doanh bất động sản, các ngành kinh doanh tài chính, các ngành kinh doanh khác ấy, thì rất ảnh hưởng. Tôi thì muốn nói thêm một chút về cái tái cấu trúc ý mà ông Ánh rồi thì chúng ta vừa chia sẻ. Nhìn cụ thể một chút thì thấy thế này, cái đánh giá vừa rồi là nó rất là khái quát. Vâng. Cái thứ nhất là như chúng ta nói là câu chuyện thanh khoản, đấy là một cái rất là bức bách vào những năm 2011-12 thì về cơ bản là chúng ta xử lý tương đối tốt. Cái thứ hai là câu chuyện những ngân hàng yếu kém và cái khả năng lan tỏa cái tác động tiêu cực đến toàn bộ hệ thống và qua đó đến nền kinh tế thì cũng đã chặn được và bước đầu sắp xếp được. Tất nhiên đấy cũng là cái chuyện cực chẳng đã, bởi vì không ai muốn là có những cái ngân hàng như thế cả. Tất nhiên là cái nguyên nhân đằng sau thì có câu chuyện chính sách, có câu chuyện của ngân hàng. Cái thứ ba là nợ xấu. Thì nợ xấu hiện nay thì có rất nhiều các biện pháp, ông Ánh cũng đã kể một số. Ví dụ như là trích lập dự phòng rủi ro, ví dụ như là VMC cũng như là ngân hàng họ xử lý được qua cái việc mua bán, nhưng mà cái tỷ lệ nó còn rất là nhỏ. Một cái biện pháp nữa tức là cũng thông qua những cái MA để một cái ngân hàng lớn có thể là góp phần vào xử lý cái nợ xấu qua cái trích lập dự phòng rủi ro mà ngân hàng mình nó có cái thế mạnh hơn, thì đấy là một cái cách để mà góp phần vào xử lý nợ xấu. Và cái mà nắm một cái khối lượng lớn nhất của nợ xấu đấy chính là VAMC. Thì rõ ràng là cái quá trình xử lý nợ xấu này nó cũng phụ thuộc vào cái quá trình hồi phục kinh tế, quá trình hồi phục một cách lành mạnh của cái thị trường bất động sản. Cho nên cái chữ lành mạnh thị trường bất động sản là rất là quan trọng. Đấy, và đặc biệt là tạo dựng một cái khung khổ pháp lý để cái, những cái nợ xấu mà chúng ta gạt ra bên lề được ấy, nó sẽ thực sự tham gia vào cái quá trình mua bán trên cái thị trường nợ. Và cái này thì đòi hỏi rất nhiều những vấn đề liên quan đến pháp lý mà lại nằm trong tay của Quốc hội cũng như là nhiều bộ ban ngành khác. Cho nên cái ý mà chúng ta nói là cái quyết liệt ấy, của ngân hàng là chưa đủ. Nó phải là quyết liệt của cả hệ thống nhìn nhận vấn đề
Và đây chúng ta phải nhìn thấy một thực tế là cái nhìn nhận, cái cách thức để mà xử lý cái nợ xấu ở Việt Nam cho đến thời điểm này vẫn còn khác nhau. Một cái khác nhau cơ bản ấy, là một cái nhóm thì cho rằng là vì cái nguyên nhân xảy ra nợ xấu này là do các đại gia, do doanh nghiệp, do ngân hàng, cho nên các ông phải tự tìm cách mà xử. Thế còn một cái cách nhìn khác, tức là thôi chúng ta, cái nguyên nhân thì chúng ta cũng có thể là biết rồi. Thế nhưng vấn đề bây giờ là để càng lâu cái cục nợ xấu này thì các cái dòng tiền, các cái dòng tín dụng, cái hoạt động hệ thống tài chính ngân hàng nó vẫn còn ách tắc. Và như vậy thì cái nền kinh tế này sẽ chịu thiệt hại chung, nhất là cái quá trình tiến lên, cái quá trình đi lên về phía trước. Cho nên về thực tiễn, và đây chính là một cái nghịch lý, tức là tất cả các nước thôi, thì cuối cùng là khi mà cái cục nợ xấu này nó lớn đến cái mức mà tác động lan tỏa của nó là cực kỳ là tai hại đối với nền kinh tế, thì các nước đều phải dùng nguồn lực của nhà nước, hoặc là dưới góc độ làm chủ là ngân hàng trung ương, hoặc là cái tiền ngân sách, hoặc là bảo lãnh từ ngân sách để mà xử lý. Và cái kinh nghiệm cho thấy rằng là cái tổn phí ấy nó sẽ càng nhỏ nếu mà cái tốc độ xử lý nó càng nhanh. Vâng. Và đây là cái cách chọn của Việt Nam. Cách chọn của Việt Nam là không dùng tiền ngân sách, ngân hàng, nhà nước xoay, đúng không? Và về nguyên tắc cũng không thể in tiền ra để mà được, bởi vì còn ổn định kinh tế vĩ mô. Cho nên cái quá trình này chúng ta không thể hy vọng là nó quá nhanh được, diễn ra quá nhanh. Và đây cũng là một cái vấn đề ách tắc giữa cái giai đoạn một mà chúng ta muốn ổn định với lại cái câu chuyện là lành mạnh hóa theo những chuẩn mực và thông lệ tốt. Đấy là cái vẫn còn là một vấn đề. Cho nên là tôi thì tôi đánh giá là cái xử lý nợ xấu mới đi được nửa chặng đường. Vâng. Tức là còn rất nhiều khó khăn. Thực ra liên quan đến xử lý nợ xấu, chúng tôi đã mời chủ tịch VMC tham gia đối thoại và đã có một chương trình là cũng chia sẻ rất nhiều những cái khó khăn. Vâng ạ. Về cái câu chuyện xử lý nợ xấu. Tuy nhiên chúng tôi muốn ngày hôm nay các khách mời nói sâu hơn một chút về câu chuyện là mua lại ngân hàng giá không đồng ấy. Thì xin mời các vị khách mời cùng quý vị khán giả xem lại một số những ý kiến đáng chú ý của các khách mời trong số đối thoại trước. Xin mời khán giả cùng theo dõi. Cái việc mua không đồng của ngân hàng xây dựng, mua không đồng ngân hàng Ocean Bank. Và cái mới nhất không đồng của ngân hàng dầu khí toàn cầu ấy, thì thực ra cũng có thể coi như đấy là kết quả của 6 tháng đầu năm, vì nó mới xảy ra cách đây rất nhanh chóng thôi. Thì có thể nói rằng nó là một cái rất là đặc biệt, rất là ngoại lệ, và cũng có những ý kiến này, ý kiến khác. Thì về quan điểm thì chúng tôi nghĩ rằng là cũng cần thiết, làm là rất có tác dụng, rất ý nghĩa, nhưng về mặt pháp lý thì nó cũng có những vấn đề mà tiếp tục phải xử lý, hoàn thiện pháp luật và làm thế nào để nó tròn trịa, làm thế nào nó đúng đắn, nó hợp lý nhất. Thế còn những cái việc khác thì chúng ta sẽ phải song hành đồng thời với cái việc tái cơ cấu, thì phải hoàn thiện cái cơ chế, cái thể chế, cái luật lệ, cái chính sách, vì gần như là nó những cái chưa có tiền lệ, và những cái chúng ta phải làm khác với lại những cái truyền thống, khác với lại những cái mà chúng ta đang có cái cơ sở cũ, đang suy nghĩ như cũ thì mới có thể thành công được. Chứ nếu mà cứ dọc khuôn những cái luật lệ, những cái quy định, những cái bài vở cũ thì rất khó để mà có thể có những cái thay đổi triệt để mạnh mẽ, có những kết quả cơ bản. Vừa rồi ngân hàng nhà nước mua lại ba cái tổ chức tín dụng yếu kém là ngân hàng xây dựng, ngân hàng đại dương và ngân hàng dầu khí toàn cầu với cái giá là không đồng một cổ phiếu. Thì cái này cũng đã được quy định rất là rõ ràng trong cái luật của ngân hàng nhà nước, luật ngân hàng nhà nước, cũng như là nghị định của chính phủ hướng dẫn về thi hành các cái điều khoản của luật ngân hàng nhà nước. Và trên thực tế ở một số nước trên thế giới thì người ta cũng đã thực hiện cái việc như vậy rồi. Và chúng tôi cũng thấy rằng là trong điều kiện hiện nay của Việt Nam thì việc mà chính phủ và ngân hàng nhà nước lựa chọn cái phương án tái cơ cấu các tổ chức tín dụng một cách làm sao để nó vẫn giữ được cái sự ổn định về kinh tế vĩ mô, ổn định về trật tự an ninh xã hội, thì cái đấy là điều kiện cần thiết, là vấn đề có tính chất nguyên tắc trong giai đoạn hiện nay. Còn việc xem xét có thể tiến tới thực hiện các giải pháp như là giải thể hay là phá sản ngân hàng thì việc này chúng ta cũng sẽ cần phải có nghiên cứu cụ thể thêm, và có thể lựa chọn nó vào những thời điểm thích hợp khi mà các điều kiện kinh tế xã hội của chúng ta cho phép. Thì tôi nghĩ rằng là cách giải quyết một cách thận trọng nhưng nó phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam giai đoạn hiện nay thì cũng là cái mà chúng ta cần phải
xác định để thực hiện một cách quyết liệt như vậy. Tôi cũng đồng tình với ý kiến của anh Thọ ở góc độ là chúng ta có thể chấp nhận cho phá sản hay là đóng cửa một cái tổ chức tín dụng nào đó trong những bối cảnh nhất định. Ý đấy là mọi người nghĩ, tôi nghĩ rằng rất là quan trọng và nó phù hợp với cái thực tiễn của Việt Nam chúng ta. Thế còn tôi cũng xin bổ sung thêm một số ý nữa là quan trọng hơn ý, là sau khi mà tái cơ cấu thời gian vừa qua thì các tổ chức tín dụng nó vận hành như thế nào. Thế thì qua cái nhìn nhận đánh giá 3-2 năm vừa qua thì thấy rằng là một số các tổ chức tín dụng sau khi mà được sáp nhập này, được hợp nhất này và được một ngân hàng khác mạnh hơn đỡ đầu thì về cơ bản đã ổn định trở lại. Và có những ngân hàng cách đây khoảng 3 năm khi mà bắt đầu hợp nhất với nhau thì bây giờ đã bắt đầu làm ăn co lại, như là ngân hàng SCB ở trong Hồ Chí Minh chẳng hạn. Cái đó là một ý quan trọng. Cái thứ hai là cái nỗ lực này và cái thành công này cũng đã được nước ngoài người ta có cái ghi nhận đánh giá. Ví dụ như là các tổ chức xếp hạng tín nhiệm của nước ngoài, cũng như là các tổ chức định chế tài chính quốc tế có cái ghi nhận đánh giá thành công trong quá trình chúng ta tái cơ cấu các tổ chức tín dụng. Và người ta cũng nhấn mạnh rằng là chúng ta làm khẩn trương hơn, tốt hơn so với tái cơ cấu của 3 lĩnh vực còn lại. Tôi xin nhấn mạnh 3 lĩnh vực còn lại. Một là đầu tư công, hai là liên quan doanh nghiệp nhà nước và ba là cả lĩnh vực nông nghiệp của chúng ta là vẫn còn bị chậm chạp. Thưa các khách mời, số trước thì là các khách mời đưa ra những cái thông tin nó khác nhau một chút, làm chúng tôi cũng cảm thấy hơi bối rối. Và đến vừa rồi chúng tôi khảo sát rất nhiều các chuyên gia kinh tế, chuyên gia tài chính ngân hàng, doanh nghiệp, rồi cũng có rất nhiều ý kiến khác nhau. Người thì nói là việc mua không đồng này là đã có quy định trong luật này, rất là rõ ràng rồi, đã có tiền lệ rồi. Nhưng người lại nói là chưa đầy đủ những cái quy định về pháp lý, rồi cũng còn những cái vướng mắc mà khiến nhiều người đặt dấu hỏi. Vậy thì ba khách mời đề nghị thế nào? Về cái trường hợp mua không đồng thì tôi cho rằng là như thế này. Thứ nhất thì chúng ta phải khẳng định đây là câu chuyện cực chẳng đã thì phải làm. Bởi vì cái đây nó ngoài cái câu chuyện là cái giá không đồng nghe nó cũng là hơi lạ so với một đồng. Cái nền kinh tế thị trường của Việt Nam. Đúng không ạ? Tuy nhiên thì chúng ta cần phải nhìn vào hai điểm. Điểm thứ nhất là mua cái gì và ai mua. Thì rõ ràng cái mà chúng ta mua cái gì thì trong cái trường hợp ba cái ngân hàng mà cho đến nay chúng ta đã mua không đồng thì thực tế thì chúng ta cũng không công bố một cách công khai về tình hình tài chính của các cái ngân hàng thương mại bị mua này. Tuy nhiên thì theo những cái thông tin tôi được biết thì cái nghĩa vụ nợ của họ cũng chẳng khác gì trường hợp của cái ngân hàng dầu khí GP Bank vừa rồi, tức là cái nghĩa vụ nợ của họ nó lớn hơn rất nhiều lần so với cái vốn điều lệ vài ngàn tỷ. Và nói cách khác, tức là các cái ngân hàng thương mại này đã mất sạch, mất trắng và thậm chí là còn âm. Do đó thậm chí là nếu như mua không đồng ấy thì vẫn là lỗ, bởi vì đây là phải mua thêm cả một cái gánh nặng về cái nghĩa vụ nợ. Đó, về nguyên tắc thì đối với một cái thị trường mà hoạt động mà vận hành theo cơ chế thị trường một cách bình thường ấy thì chỉ cần vượt qua cái giới hạn tức là mất sạch vốn thì cái ngân hàng thương mại hay cái tổ chức tín dụng hay cái định chế tài chính hay cái doanh nghiệp nào đó là đã buộc phải phá sản, phải tuyên bố phá sản. Đấy. Có thể là phá sản kỹ thuật nếu như mà trường hợp có một cái sự tài trợ sẽ được kỳ vọng trong tương lai, hay thậm chí là phải tuyên bố phá sản ngay. Thì đây là cái mà thực ra trong cái quy định về cái phá sản của Việt Nam chúng ta cũng đã ghi rõ những vấn đề về vấn đề này. Tuy nhiên thì do cái tính chất của từng cái định chế tài chính, do cái khả năng nó gọi là rủi ro hệ thống, của đặc biệt là nó rất dễ xảy ra đối với một cái hệ thống các cái ngân hàng thương mại, các cái tổ chức tài chính. Do đó thì cho đến nay chúng ta cũng chưa áp dụng một cái trường hợp nào có thể nói là phá sản một cách công khai cả. Và do đó thì cái việc mua lại không đồng đấy đối với cái tài sản mà thậm chí là hiện nay là còn giá trị là âm như vậy thì tôi cho rằng đó là một biện pháp mà nó ít nhất là nó vừa phù hợp ở cái góc độ giải quyết đối với cái đối tượng là cái ngân hàng thương mại bị mua đó. Và cái quan trọng nữa là gì, nó giúp cho cái hệ thống của chúng ta ít nhất là giữ được cái ổn định như chúng ta mong muốn trong cái kỳ vọng là chúng ta cơ cấu lại nhưng không làm phá vỡ hệ thống hay là gây ra những cái rủi ro liên quan đến hệ thống. Đó là cái vấn đề thứ nhất. Cái vấn đề thứ hai nữa là ai đứng ra mua ở đây, thì ở đây đó là một cái quyết định của một cơ quan quản lý, đó là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Và vì mua không đồng, tức là nói cách khác là không phải bỏ ra một đồng tiền nào cả, tuy nhiên thì sẽ phải chịu trách nhiệm về cái
cái nghĩa vụ nợ cũng như là liên quan đến toàn bộ cái ngân hàng đó, toàn tất cả các chi nhánh, tất cả các nhân viên, tất cả các cái nghĩa vụ đối với cả những người gửi tiền, tức là những cái khách hàng, kể cả người gửi cũng như là người vay, thì vẫn phải để cho nó hoạt động bình thường và không gây ra một cái xáo trộn gì cả. Thì rõ ràng để làm cái việc này thì ngân hàng nhà nước không thể đứng ra làm được, vì ngân hàng nhà nước là một cơ quan quản lý, họ cũng không đủ cái khả năng tổ chức cũng như là nhân lực để mà tham gia vào vấn đề quản lý này. Do đó thì chúng ta đã lựa chọn một biện pháp cũng khá là thú vị, và như tôi đã nói, tức là nó rất đặc thù Việt Nam, đó là chúng ta trông cậy vào những ngân hàng thương mại mà chúng ta gọi là cổ phần nhưng mà lại có vốn nhà nước chiếm đa số. Mà điển hình nhất đó là ba ngân hàng thương mại mà đã phải giao trách nhiệm và bị gánh những cái công việc này, đó là Vietcombank, đó là Vietinbank và đó là Ngân hàng Đầu tư Phát triển BIDV. Và những ngân hàng này như cái ý của ông Tuấn nói, tức là chúng ta gọi là pha loãng, hay là ông Thành nói là chúng ta gọi là có những cái người khổng lồ có sức mạnh để mà làm sao mà giúp được cho các cái ngân hàng này trong cái trường hợp, kể cả trường hợp là sát nhập, và đặc biệt là đối với trường hợp mà ngân hàng bị mua không đồng, thì đây là tôi cho rằng cũng là một biện pháp phù hợp. Và cái vấn đề của chúng ta thì ông Thành cũng nêu rồi, và cho đến nay tôi cho rằng đây là cái cuộc tranh cãi nó chưa ngã ngũ, và trong đó cũng liên quan để cả đến cái câu chuyện không đồng này, đó là cái nguồn lực nào để chúng ta xử lý cái việc là cơ cấu lại các ngân hàng, và trong đó có vấn đề về xử lý nợ xấu. Thì ông Thành có nói là thứ nhất là càng để lâu thì càng sinh vấn đề. Cái vấn đề thứ hai nữa là thông lệ quốc tế thì phải có tiền của nhà nước, có thể là bằng cách này bằng cách khác. Tuy nhiên thì tôi thấy nhất ở đây Việt Nam có hai cái điểm mà chúng ta cũng rất là đáng quan tâm. Cái thứ nhất đó là liên quan tới tiền của ngân sách thì rất là khó có nguồn lực để chúng ta bố trí cho xử lý việc này. Ít nhất quy mô cũng phải cỡ vài trăm ngàn tỷ, mà chúng ta cũng biết là trong cái bối cảnh ngân sách căng thẳng như hiện nay, thâm hụt ngân sách thường xuyên là thậm chí là vượt cả cái giới hạn mà Quốc hội cho phép, thì có lẽ là rất khó bố trí một cái nguồn lực nào đó từ ngân sách nhà nước cho cái việc là cơ cấu lại ngân hàng, kể cả cái giai đoạn tới đây, chứ chưa nói đến cái giai đoạn 2011-2015. Đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai nữa là cái đặc điểm nợ xấu của Việt Nam trong cái giai đoạn vừa qua có thể nói là cũng khá đặc biệt. Tức là ông Tuấn cũng đã lưu ý rồi, nó rất gắn rất nhiều với cái bất động sản. Và gần như toàn bộ cái nợ xấu Việt Nam đều được bảo đảm thế chấp bằng bất động sản. Có thể nói là như vậy. Và ở đây, trong trường hợp Việt Nam có khi càng để lâu lại càng tốt. Ở góc độ là thế này, trong cái giai đoạn vừa qua cái thị trường bất động sản đóng băng, đúng không ạ? Bắt đầu từ năm cuối năm 2014 sang đầu năm 2015, thị trường bất động sản bắt đầu ấm dần lên. Và tôi cho rằng với cái tốc độ cứ ấm như thế này thì tự khắc cả cái đống nợ xấu mà liên quan đến bất động sản đó giải quyết một cách rất thuận lợi, có thể nói là như vậy. Như vậy thì dường như là càng để lâu, nếu như điều kiện thị trường bất động sản mà nó thuận lợi thì có lẽ là giải quyết cái cục nợ xấu đấy lại thành ra lại quá đơn giản. Đó là một góc độ. Đấy là cũng là hơi khi mà chúng tôi làm tham gia làm cái nghị định về xử lý nợ xấu ấy, thì đấy là hơi nói hơi quá, một cái trò chơi may rủi một chút. Tức là chúng ta phải rất kỳ vọng vào, vì chúng ta làm cái cách Việt Nam là không có tiền về nguyên tắc, cho nên chúng ta rất dựa vào hồi phục kinh tế và hồi phục bất động sản, cho nên cái đây nó may rủi ở chỗ là hy vọng là chúng ta không làm được nhanh, nhưng mà sau 5 năm, 6 năm cái thị trường bất động sản nó hồi phục hơn thì nó góp phần một cách rất là tích cực vào cái quá trình này. Nhưng mà cái cách này như chúng ta nói may rủi nó hơi, hơi hên xui một chút. Tất nhiên là nền kinh tế nào rồi thì cũng có lúc hồi phục. Tôi cho rằng cái hên xui hay không thì nó phụ thuộc vào chính chúng ta. Bởi vì cái việc là thị trường bất động sản thì bản thân chúng ta biết là ngân hàng nhà nước hoàn toàn không phải là không có trách nhiệm gì, nhưng họ cũng không phải là chịu hoàn toàn trách nhiệm về câu chuyện thị trường bất động sản, đúng không ạ? Mà nó còn rất nhiều bộ phận khác nữa liên quan. Do đó thì nếu như mà chúng ta có thể thấy là một số chính sách chúng ta mới ra trong cái thời gian gần đây chẳng hạn thì cũng đã làm cho cái thị trường bất động sản ấm lên. Tuy nhiên cái mà chúng ta quan tâm ấy là cái thị trường bất động sản ấy nó vượt qua được trạng thái đóng băng, nó ấm lên một cách bền vững và như vậy, và nó không quay trở lại một cái trạng thái bong bóng nữa, thì như vậy thì nó sẽ hỗ trợ rất nhiều cho cái vấn đề mà xử lý cái nợ xấu. Dự tính của một số cơ quan, bọn tôi cũng vậy thôi, thì nếu mà chúng ta có nguồn lực, chúng ta tạo dựng nhanh chóng cái khung khổ pháp lý cho VMC, nhất là cái xử lý tài sản đảm bảo với thị trường mua bán nợ, thì có thể xử lý khá là gọn gẽ, mạnh mẽ, và như vậy góp phần vào cái tái cấu trúc hệ thống ngân hàng trong khoảng 3 năm. Nhưng mà nếu mà chúng ta không có nguồn lực và với cái điều kiện là hồi phục thì nó cũng phải 5-6-7 năm. Không biết là có chờ đợi được không ạ? Không chờ được. Doanh nghiệp như thế nào? Thứ nhất là cái thì đến nay cũng 3 năm rồi, 3-4 năm rồi. Thứ nhất là tôi không có ý kiến gì về cái chuyện
hồi phục thị trường bất động sản. Nhưng mà rõ ràng rằng thị trường bất động sản thì cũng có dấu hiệu ấm lên. Và cái việc thị trường, và vì vậy là những cái tín dụng dài trong bất động sản mà tôi nghĩ là chục năm, hai chục năm thì trước sau thì nó cũng có thể được giải quyết. Nhưng mà những tín dụng, những cái nguồn tín dụng ngắn hơn, ngắn hạn, 1 năm, 2 năm, 3 năm, thậm chí trung hạn, 5 năm, 7 năm trở xuống thì cái đấy nó cũng sẽ vẫn là những vấn đề là nhức nhối. Đấy, thế cái câu chuyện bất động sản, thị trường bất động sản ấm lên ấy thì nó chỉ có thể giải quyết đối với những nguồn tín dụng, những nguồn cho vay dài hơi, 10 năm trở lên chẳng hạn. Thì tôi nghĩ những cái đấy là có thể được hy vọng, như là ông như mà là những cái món vay như thế thì có thể hy vọng những cái điều như ông Áng hay là ông Ánh hay là ông Hành vừa nói. Thế còn những cái tín dụng mà vay 1 năm 2 năm cộng lãi suất lại là bất động sản có tăng mấy lần cũng không kịp. Bất động sản là đường tăng biến diễn biến cờ bất động sản là đường tăng theo hình chữ S gì. Tức là lúc nó nằm im xong dựng đứng lên một phát trong thời gian ngắn thì nó lại nằm ngang. Thế lúc trong cái lần chữ S, sườn chữ S tăng lên ấy thì cho dù là vay lãi suất bao nhiêu cũng chịu nổi. Nhưng mà trong lúc mà bất động sản nằm im kéo dài nhiều năm ấy thì vay cho dù lãi suất thấp nhất cũng không chịu nổi. Đấy là cái nguyên tắc đường vay lãi ngân hàng là vay đường làm đường tuyến tính. Thế còn cái đường bất động sản tăng lên là sườn chữ S, hai cái đường ấy nó chỉ gặp nhau trong dài hạn 10 năm, 25 năm, và trong về tài chính thì nó là 25 năm. 20 đến 25 năm thì may mới được gặp nhau được, tổng cái giá trị lãi suất bây giờ ta may bằng nhau được. Cho nên là trong ngắn hạn dưới 10 năm trở lên, như ông đang vay ngắn hạn dưới 10 năm, 5, 6 năm về bất động sản, đừng hy vọng rằng bất động sản nó lên để hòa lại cái tiền đó. Đấy là cái vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai, quay về câu chuyện mua bán ngân hàng bằng không. Thì cũng có người nói là ôi mấy ông ngân hàng, mấy ông của ngân hàng, các ông làm ăn thua bét rồi. Bây giờ ông không bị làm sao, ông còn được mua lại bằng không. Thế thì chúng ta cũng phải xét lại trên câu chuyện của luật doanh nghiệp. Các cái cổ đông của ngân hàng thì cũng có các cổ đông của ngân hàng. Thì trong trường hợp mà người ta bị phá sản thì là người ta thì mất cái phần vốn mà người ta góp vào ngân hàng, tức là vốn góp vào cái vốn điều lệ của ngân hàng. Chứ còn ra thì người ta không bị trách nhiệm bất kỳ cái tài chính gì liên quan đến cái tài sản khác của người ta. Cho nên là cái khả năng rủi ro cao nhất là người ta mất toàn bộ cái tiền người ta góp vào ngân hàng, cái vốn điều lệ người ta góp vào ngân hàng. Thì nói cái khác, bây giờ anh mua bằng không nghĩa là người ta mất toàn bộ cái đó. Cho nên là nếu có làm cái thủ tục phá sản thì bản chất người ta cũng chỉ mất toàn bộ số tiền đó và người ta cũng bằng không. Cho nên cái khái niệm mua bằng không và cái việc là phá sản là đều mang lại một cái kết quả rằng các cái người mà góp vốn ngân hàng, tóm lại là các cổ đông là thu về không đồng không hào. Tuy nhiên là cái khái niệm mua và không đồng thì ở đây nó cũng phát hiện ra một cái quan hệ pháp luật mới, bởi vì từ trước đến nay trong quá trình mua bán thì mà mua là lớn hơn không đồng, và mua bằng không cũng nghĩa là tặng cho. Ở đây thực chất theo hiểu theo nghĩa là mua bằng không nghĩa là thừa kế lại toàn bộ cái trách nhiệm của các cái ông cổ đông ngân hàng, tức là ông cổ đông nhà nước bây giờ ông thay thừa kế toàn bộ trách nhiệm, toàn bộ nghĩa vụ, toàn bộ vân vân thay cho ông cổ đông mà đang làm ăn thua lỗ kia. Đấy, cái việc thừa kế đó là ông là ngân hàng nhà nước nói chung và nhà nước nói chung là thò đầu ra chịu trách nhiệm, để vì là những người gửi tiền, vì sự an toàn lợi ích của người gửi tiền, vì sự yên ổn cho những người lao động cho ngân hàng, vân vân và vân vân. Cái việc này là nhà nước là đang là, và đặc biệt là đứng thay mặt nhà nước là ngân hàng nhà nước đang chịu thiệt, thay nhận trách nhiệm thay cho các ông ngân hàng yếu kém không quản trị được ngân hàng. Đấy. Thế thì cái việc này nó là vấn đề bản chất, vấn đề nó là như thế thôi. Cho nên là cái việc mà mua lại bằng không ngân hàng thì như anh Ánh vừa nói nhiều lần là nhà nước đang thiệt thòi, đang chịu các khoản lỗ, nhất là nhà nước phải chịu tất cả các cái khoản vay mượn hoặc là nợ nần của các ông ấy, của các ông ngân hàng yếu kém ấy, mà cái khoản đấy nó lớn hơn rất nhiều lần. Nên là có những ngân hàng như vừa qua TV vừa đưa tin là thiệt cho ngân hàng tới 12.000 tỷ, trong nó có hơn 5.000 tỷ không thu hồi được. Vậy cái 5.000 tỷ cái ai chứ? Thì bây giờ cái ông thừa kế là ông ngân nhà nước, ông phải gánh chịu. Cho nên là bản chất là chúng ta là phải nhà nước phải gánh chịu cho họ. Tuy nhiên cũng như ông Thành vừa nói, tức là tha rằng là nhà nước đứng ra chịu cái đó, nhà nước một cái êm đẹp, còn tốt hơn để các ông ấy tự phá sản. Xin thưa là nó cũng chỉ các ông cũng chỉ đến mức là không được ông nào. Vâng ạ. Và tất nhiên là trong quá trình đó thì những người làm các người là các chủ tịch ngân hàng, các cán bộ ngân hàng và các cổ đông ngân hàng và làm ăn nước kém thì tất nhiên phải chịu pháp luật. Nên là chúng ta thường thấy
rằng sau mỗi lần mua bán không đồng hồ hào là một sự việc, là một loạt các việc bắt bớ gì đó, hoặc là một loạt việc bắt bớ gì đó rồi đến việc mua bán ngân hàng như nó xảy ra. Cho nên rằng cái đây là câu chuyện đương nhiên nó sẽ xảy ra là như thế thôi. Vâng. Tôi muốn nói thêm một vài phút ngắn thôi về câu chuyện mua ngân hàng vừa qua, ba ngân hàng. Thế ở đây thì cũng có rất nhiều lựa chọn, lựa chọn hoàn toàn thị trường, tức là có những cái nhà đầu tư khác họ cảm thấy họ có tiền, họ sẵn sàng vào cái cuộc chơi đấy, họ tái cấu trúc lại và họ tính tổng thể trong dài hạn thì họ có lợi, thì đấy là một cách. Nhưng mà rõ ràng những ngân hàng này thì chắc không phải là hấp dẫn đến như thế. Thứ hai, đặc biệt là trong cái bối cảnh mà các cái ngân hàng khác của Việt Nam thì bản thân họ đã có quá nhiều vấn đề để họ phải lo, họ phải xử lý rồi. Thế cái thứ hai tức là quốc hữu hóa hay là phá sản. Thì rõ ràng ở việc phá sản thì từ trước nay chúng ta hay nói chúng ta ngại, nhưng mà vài năm gần đây thì chúng ta đã khẳng định rồi, trong những trường hợp mà yếu kém mà cái mức vốn của anh không đủ cho các cái trang trải cho khoản nợ của anh và dòng tiền của anh cạn kiệt thì có thể là tuyên bố phá sản. Thế nhưng mà nó có hai vấn đề. Một là Việt Nam cũng chưa có một cái kinh nghiệm lần nào làm phá sản, cho nên chúng ta cũng chưa lường trước được những cái tác động về đối với tâm lý, đối với cái lòng tin trên thị trường. Nhưng mà cái còn quan trọng hơn ở Việt Nam ấy, xử lý phá sản của doanh nghiệp đã khó rồi, cái chi phí xử lý phá sản rất phức tạp, rất tốn kém, rất lâu dài. Thì đối với ngân hàng thì đặc biệt chắc lại càng khó nữa. Chỉ một khoản nợ với bất động sản thôi, tài sản đảm bảo thôi mà có khi cũng chây chật hàng 5-7 năm mới xử lý được. Cho nên cái này cũng lại có lẽ không phải là một lựa chọn. Thế lựa chọn quốc hữu hóa thì thật ra ở một số nước ấy, nếu mà tôi nói ví dụ như là Việt Nam trường hợp là DIV ấy, tức là cơ quan bảo hiểm tiền gửi ấy, mà họ đủ mạnh về năng lực ấy, thì họ có thể can thiệp rất là nhanh chóng, vừa đảm bảo cho người gửi tiền và họ vừa thay thế cái quá trình quản trị và cấu trúc lại ngân hàng luôn. Nhưng mà ở Việt Nam thì chắc là DIV thì một là cái hình bóng của nó chưa phải là quá nổi bật trong lòng cái xã hội Việt Nam, hai là năng lực của nó thì cũng là còn là một câu chuyện. Cho nên cái cách chọn là dùng ngân hàng nhà nước. Thế thì cái cost, cái chi phí của ngân hàng nhà nước là ở chỗ nào? Là đúng như ông anh nói, tức là anh phải đứng ra xử lý cái phần mà bản thân cái tài sản và cái vốn của anh, vốn thì không còn, tài sản nó không đủ bù đắp. Thế thì cái hiệu số dòng giữa cái nợ đấy nó là lớn, cho nên là anh phải bỏ tiền anh xử lý. Thì đấy là một cái cost. Cái cost thứ hai ấy, là cái cách làm của Việt Nam là vì ngân hàng nhà nước không trực tiếp đứng ra quản mà giao cho một ngân hàng thương mại nhà nước hoặc là cổ phần, nhưng mà nhà nước giữ vai trò chi phối xử lý, thì bản thân những cái ngân hàng ấy họ cũng chịu một cái cost, họ phải cử một cái nguồn nhân lực cũng rất là đáng kể sang để quản lý lại ngân hàng này. Thế thì cái hy vọng đây cũng lại thôi hên xui một chút, nó phụ thuộc vào nền kinh tế, nó phụ thuộc vào năng lực phục hồi cái ngân hàng ấy, phụ thuộc tái cấu trúc cái hình ảnh của ngân hàng ấy sau này. Mà cái quốc hữu hóa này nó chỉ tạm thời thôi, và ngân hàng nhà nước sẽ bán lại, thì lời lỗ thì lúc ấy chúng ta mới có thể nói được. Nhưng mà chúng ta hy vọng là với cái việc phục hồi như vậy thì cái giá bán lại chắc là nó đủ bù cho cái tổn phí ban đầu mà ngân hàng nhà nước, hay là nói một cái khác, tức là nhà nước phải gánh chịu. Và nhưng quan trọng nhất là những biện pháp đấy đã tạo ra một sự ổn định, không? Tạo ra thì một cái hai niềm cái tin, chúng không? Ta đã làm được. Vâng. Và cho nay rất rõ trên thị trường. Thật ra là ba cái, hai cái lớn nhất thì ông Hạnh đã nói rồi. Một là hạn chế được cái rủi ro lan tỏa của hệ thống và đối với nền kinh tế. Và cái thứ hai tức là đảm bảo quyền lợi đầy đủ cho cái người gửi tiền. Thì đấy là hai cái phải nói rất là cơ bản đối với một cái ngân hàng. Đúng không? Thế và cái thứ ba nữa là cũng phải nói rằng là nó cũng không gây ra những cái xáo trộn không đáng có trên thị trường tài chính, trên thị trường chứng khoán. Bởi vì sao? Cái cách làm và cái cách truyền thông ấy, thì thị trường nó cũng đã capture, nó cũng đã tóm được cái thông tin, họ đã tính vào các cái kỳ vọng cũng như là chiến lược đầu tư của họ rồi. Đó, cái giá của thị trường rồi. Đây, và cái cho nên chúng ta thấy qua 3 lần mà ngân hàng nhà nước mua không đồng thì cái tác động thị trường tài chính là gần như không đáng kể. Vâng.
Tuy nhiên là trong số trước thì các khách mời còn nói là đó là phương án tốt nhất trong thời điểm hiện tại. Tuy nhiên về lâu về dài chúng ta vẫn phải tính đến phương án là để giải thể và phá sản để nó đảm bảo được tính thị trường không ạ? Chính xác, tôi nghĩ như vậy. Nhưng mà như tôi đã nói thì cái này chắc là còn cả một quá trình phía trước, là bởi vì nó bước vào một cái giai đoạn gắn với giai đoạn 2 của tái cấu trúc, tức là lành mạnh hóa cái hệ thống ngân hàng, thực sự là một cái hệ thống ngân hàng lành mạnh. Và không chỉ là hệ thống ngân hàng mà cả các cái thị trường như cổ phiếu và thị trường trái phiếu, đặc biệt là thị trường trái phiếu công ty phải có một cái bước phát triển nhất định nào đó. Thế riêng đối với hệ thống ngân hàng thì chúng ta biết là bên cạnh cái xử lý sở hữu chéo thông qua cái MA, rồi thì xử lý ngân hàng yếu kém, rồi gắn với xử lý nợ xấu, vân vân. Thế thì chúng ta đã biết gần đây thì ngân hàng nhà nước đã có thể coi là ép buộc trong nháy 10 cái lựa chọn 10 cái ngân hàng thương mại để mà bắt đầu áp dụng cái Basel 2. Mà cái ấy phải 2016 mới là đi vào tổng kết. Sau khi tổng kết xong mới lan tỏa cái việc áp dụng cái Basel 2 cho toàn bộ hệ thống ngân hàng. Thế thì như vậy, chính như vậy tôi nói là càng riêng chuyện đấy cũng đã là cả quá trình phía trước rồi. Lại cả một quá trình ạ, vâng, lại một con đường và dài. Và chúng ta phải biết rằng là các hệ thống ngân hàng như là của Trung Quốc, của Thái Lan, mà Trung Quốc còn rất nhiều vấn đề như thế mà họ đã bắt đầu sang áp dụng cái 3/3 rồi. Và Việt Nam bây giờ thì về cơ bản cái 3/1 không phải ngân hàng nào cũng đã đạt được 25 cái nguyên tắc của 3/1. 3/2 thì mới đang làm thí điểm 10 ngân hàng. Thì sau đấy lại còn phải tiến đến 3/3 nữa thì đó, đấy là mới là câu chuyện của 3/ thôi. Còn như thế nào rồi. Vâng. Ông Ánh bổ sung thêm không ạ? Không, tôi cho rằng cái mà nhận định rằng cái phương án mua không đồng đấy là cái tốt nhất trong hoàn cảnh hiện nay thì tôi thì nói là thích hợp nhất. Thích hợp nhất. Tôi không dùng chữ thích, chữ tốt nhất. Bởi vì là những cái biện pháp kia thì một là như ông Thành nói là chúng ta chưa làm, đâm ra là chúng ta cũng chưa có một cái hình dung hay là những cái khả năng lường trước những cái hiệu ứng của nó. Và rõ ràng với cái mức độ nhạy cảm của hệ thống tài chính thì chúng ta không thể liều thử được trong những cái trường hợp như vậy. Cái thứ hai nữa là các cái biện pháp mà theo thông lệ quốc tế người ta làm thì nó phải đặt trên một cái nền tảng thị trường. Ở đây không phải chỉ là thị trường tín dụng ngân hàng bình thường mà nó còn là thị trường tài chính và còn các cái loại thị trường khác nữa. Kể cả ví dụ như là vấn đề về thị trường lao động, vấn đề nhân sự của những ngân hàng, nếu giả định như chúng ta cho phá sản chẳng hạn, chúng ta có thể giải quyết đâu đó khoảng hàng vạn lao động của một ngân hàng nào đó không? Dạ vâng, ba ngân hàng chắc nó phải cỡ phải vạn lao động chẳng hạn. Đúng rồi. Chưa kể là có thể có những trường hợp khác nữa chẳng hạn. Tôi nói ví dụ như vậy. Thì rõ ràng là chúng ta phải giải quyết hài hòa như vậy, thì chúng ta phải đặt nó trên một cái nền tảng là cái trình độ phát triển thị trường nó phải phù hợp thì chúng ta mới đưa ra biện pháp. Với cái trình độ hiện nay thì tôi cho rằng cái biện pháp như vậy là phù hợp, là thích hợp. Và nếu mà chúng ta thích lên thì chúng ta có thể nói là cái tốt nhất trong điều kiện hiện nay. Doanh nghiệp có bổ sung thêm ý kiến? Tôi cũng đồng ý rằng cái việc mua lại ngân hàng với cái giá không đồng là cái cách giải quyết tối ưu nhất trong hoàn cảnh hiện nay và với những mục tiêu hiện nay. Còn về lâu dài chúng ta có những mục tiêu dài hạn hơn, mục tiêu là to lớn hơn thì chúng ta phải sử dụng những biện pháp triệt để hơn. Một trong những biện pháp triệt để đó là ngân hàng đã bán yếu kém thì phải tổ chức phá sản. Phá sản có nghĩa là cái bình nước đục ấy nó được phá ra, giải quyết triệt để mọi vấn đề. Còn cái việc mua bán không đồng đây thì tạm việc gói nó lại, chuyển giao nó sang nhà, từ một ông yếu kém sang ông nhà nước. Còn nhiều vấn đề bên trong còn phải giải quyết nữa, vẫn chưa giải quyết được triệt để. Cho nên rằng mua bán không đồng chỉ là tối ưu tại hoàn cảnh bây giờ với mục tiêu bây giờ. Còn mục tiêu dài hạn, mục tiêu lâu dài, mục tiêu lạnh mạnh, mục tiêu công bằng thì là các biện pháp về phá sản vẫn là biện pháp kinh điển và triệt để nhất. Quay lại nói vui thôi, đời xưa là có một nhà thơ nhắc lại ý của Bác Hồ vào trận đánh hồi kháng chiến chống Mỹ ấy. Trận đánh đẹp quá thì Bác nói không có trận đánh đẹp, chỉ có trận đánh hay thôi. Thì bây giờ như vậy, xử lý cái các ngân hàng cực chẳng đã này thì nó không thể gọi là tốt. Đây là chỉ là thích hợp. Hoặc là như ông Tuấn nói là tối ưu thôi. Vâng ạ. Thưa các khách mời, vừa rồi thì chúng ta đã có một số cái nhận định về cái quá trình tái cơ cấu các tổ chức tín dụng giai đoạn 1, 2011-2015. Và đến thời điểm này chúng ta chỉ còn 6 tháng nữa thôi ạ, là kết thúc cái quá trình đó. Vậy thì xét trên thang điểm 10 cho cái mục tiêu mà của cái đề án 254 về tái cơ cấu các tổ chức tín dụng. Xét đến năm nay. Vâng ạ, thì xét đến thời điểm này, xét đến năm nay thì liệu đã đạt được thang điểm mấy rồi theo ý kiến cá nhân của các khách mời thôi ạ? Ông Thành nghĩ sao? Tôi thì không thích cho điểm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vâng. Khi học ở nước ngoài thì người ta hay cho gọi là xuất sắc, high distinction. Giỏi là distinction,
khá là credit, vâng. Sau đó pass là thoát, đúng không? Vâng. Thì nếu mà nhìn mức độ ấy thì tôi cho nó ở mức cao của credit hoặc là mức thấp của distinction, rất là giỏi. Vâng ạ. Tôi nghĩ vậy là cũng là thang điểm 8 nếu mà tính theo thang điểm 10 đấy. 7 và 8. 7 và 8. 7 và 8 chia đôi. Vâng ạ. Ông Anh thế nào? Dạ vâng, tôi cũng trùng quan điểm với ông Thành. Nếu mà cho điểm thì tôi cho rằng kết quả của cái chương trình cơ cấu lại giai đoạn 1 2011-2015 mà chúng ta đã làm ấy có thể đạt được điểm 8 trên 10. Vâng, một số điểm có thể coi là cũng khá là cao. Còn doanh nghiệp thì tính thế nào ạ? Tôi cho rằng chiếm điểm thì nếu mà chia thành 3 chiếm điểm chung thì tôi đồng ý với ông Thành và ông Ánh. Vâng. Nhưng mà chiếm điểm riêng thì có những cái điểm 8, điểm, thậm chí điểm 9. Vâng. Nhưng có những cái thì điểm 6, điểm 7. Có thêm vâng. cái hiện nay mới đạt điểm 5. Ví dụ như là về vấn đề sát nhập ngân hàng, cái cơ cấu ngân hàng, dọn dẹp các ngân hàng thì có thể được 8, 9. Thậm chí nếu họ cố gắng 10, tôi nghĩ vẫn có thể đạt được. Vâng. Nhưng mà cái việc giải quyết nợ xấu thì được khoảng 6, 7 điểm thôi. Vâng. Thế còn cái việc mà nâng cao trình độ ngân hàng, quản trị rủi ro ngân hàng, cái đó còn là giai đoạn dài, chúng ta mới đạt được 5 điểm thôi. Phải khiêm tốn mà nói là như thế, để mà còn để mà làm việc, để mà phấn đấu. Đây là đến năm nay về giai đoạn 1. Nhưng mà tôi chỉ thêm một ý này thôi. Vâng. Tức là trong cái thang điểm mà gọi là giỏi rồi thì xuất sắc rồi thì khá ấy, thì nó còn phụ thuộc vào môn. Vâng. Thế mà khi đi học ở những môn mà nó khó ấy, vâng. thì chỉ đạt được điểm 8 thì đã gọi là high distinction, tức là xuất sắc. Vâng. Cho nên là xử lý vấn đề ngân hàng phải coi đây là một cái bài toán rất là khó. Cho nên là khi tôi nói là đã khá giỏi thì nó chắc là khoảng 7,5 thì là khá giỏi rồi đấy. Vâng, đúng là người con số. Thực ra thì tôi cũng muốn đưa ra một cái dễ hình dung như vậy cho khán giả thôi. Bởi vì là chúng ta đều là chuyên gia, khán giả họ cũng có những cái nhìn nó rất là đơn giản về cái câu chuyện này. Thì thực sự đấy cũng là một trong những ghi nhận rất là quan trọng của các khách mời đối với những cái nỗ lực của ngành ngân hàng. Bởi vì có những câu chuyện không chỉ ngân hàng nữa, nó còn là sự tổng hợp của rất nhiều các yếu tố, rồi sự kết hợp của nhiều các cơ quan khác nhau nữa. Có như cái ý, tôi nghĩ có một cái rất rất quan trọng thì một ý chúng ta cũng đã trao đổi hôm nay, tức là cái dù chúng ta chưa đạt được hoàn hảo tất cả mọi việc như chúng ta mong muốn, vâng. nhưng mà nó được hai cái. Một cái mà chúng ta trao đổi rất nhiều hôm nay, tức là nó đạt được một cái nền móng vâng. khá là tốt để chúng ta tiến về phía trước. Vâng. Cái thứ hai là những lựa chọn, cách thức và những cái điểm huyệt của cái quá trình tái cấu trúc này thì tôi cho là chúng ta đã đúng hướng. Vâng. Cái là quan trọng. Vâng, xin cảm ơn các khách mời. Thưa các khách mời, trong số đối thoại tuần trước và số đối thoại tuần này, tuy là các khách mời ở những lĩnh vực rất khác nhau ạ, nhưng mà cũng đều có chung những cái nhận định và có những cách chấm điểm tôi nghĩ là cũng tương đối là ở một cái mặt bằng với nhau. Và thứ hai là các khách mời thì đều đưa ra những cái nhận định liên quan đến câu chuyện là có cái phương án tối ưu nhất, phương án thích hợp nhất hay là phương án tốt nhất. Ở đây tôi cũng chỉ đưa ra một số nhận định của các khách mời thôi ạ. Thì tôi nghĩ là phương án tối ưu hay phương án là thích hợp nhất có lẽ là nó rất là phù hợp với cả những cái động thái mà và những hành động mà chúng ta đã làm được thời gian vừa qua. Và hy vọng là trong cái giai đoạn 2 thì chúng ta còn có thể đạt được thang điểm 9, thang điểm 10 và chúng ta thực sự là đạt được những kết quả như là tất cả các khách mời từ ngân hàng cho đến chuyên gia kinh tế đến doanh nghiệp đều mong đợi về sự phát triển và sự bền vững của các tổ chức tín dụng của Việt Nam. Và chúng tôi rất là cảm ơn các khách mời đã đến với chương trình đối thoại ngày hôm nay và chia sẻ với chúng tôi những cái câu chuyện rất là thú vị, và chúng tôi mong sẽ gặp lại khách mời trong nhiều chương trình tiếp theo của đối thoại nữa. Chúng tôi cũng rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả và xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình đối thoại tiếp theo.